Thì xin chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada. Bản tin buổi tối thứ tư thưa quý vị ngày 22 tháng 5. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn. À, thưa quý vị cập nhật tin tức trong ngày hôm nay mở đầu là thông tin liên quan tới Hoa Kỳ nhưng mà chắc chắn là một trong những nơi rất gần với chúng ta và trường hợp nhiễm cúm da cầm ở người thứ hai ở Hoa Kỳ đã được phát hiện và một công dân nông trại ở Michigan đã được chẩn đoán là mắc bệnh cúm da cầm. Một trường hợp thứ hai ở người liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh ở bò sữa ở Hoa Kỳ và các quan chức y tế ở Michigan cho biết rằng bệnh nhân có những triệu chứng nhẹ khi mà công bố ca bệnh vào ngày hôm nay và các quan chức cũng nói thêm người này đã tiếp xúc với những con bò được cho là bị nhiễm bệnh và có nguy cơ sẽ có thể lây lan ra cộng đồng. Hiện tại là ở mức thấp nhưng mà cũng cần phải hết sức cảnh giác. Trường hợp đầu tiên xảy ra vào cuối tháng 3 khi mà một công dân nông trại ở Texas cũng đã bị chẩn đoán là mắc bệnh mà các quan chức gọi là trường hợp đầu tiên được biết đến trên toàn cầu về một người mà nhiễm cúm da cầm lây từ động vật qua. Và bệnh nhân cũng có những báo cáo bị viêm mắt và được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Kể từ năm 2020, thì virus cúm da cầm cũng đã lây lan nhiều ở loài động vật hơn, bao gồm chó, mèo, chuồng hôi, gấu và thậm chí là cả hải cẩu và cá heo ở nhiều quốc gia. Việc phát hiện ở vật nuôi ở Hoa Kỳ vào đầu năm nay là một trong những bước ngoặt rất là bất ngờ, làm dấy lên câu hỏi về sự an toàn thực phẩm và liệu nó có bắt đầu lây lan sang người hay không. Và điều đó, thưa quý vị, đã xảy ra. Mặc dù số ca nhiễm được báo cáo là thấp và hiếm, nhưng mà theo Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ thì tính đến ngày hôm nay 22 tháng 5, loại virus này đã được xác nhận ở 51 đàn bò sữa ở chính tiểu bang của Hoa Kỳ và 15 đàn ở Michigan. Các quan chức y tế ở đó cũng đã từ chối cho biết rằng có bao nhiêu người đã tiếp xúc với gia súc bị nhiễm bệnh và đang được xét nghiệm cũng như là được theo dõi. Loại virus này đã được tìm thấy với hàm lượng cao ở trong sữa và từ những con bò sữa bị nhiễm trùng. Nhưng các quan chức chính phủ đã cho biết rằng những sản phẩm tiệt trùng được bán ở những cửa hàng tạp hóa là an toàn vì quá trình đã được xử lý nhiệt và đã được xác nhận là có thể tiêu diệt virus. Trường hợp mới này đánh dấu lần thứ ba mà một người ở Hoa Kỳ được chẩn đoán là mắc virus H5N1 loại A. Vào năm 2022, một tù nhân trong một chương trình khi mà đang làm việc cũng đã bị nhiễm khi mà giết những con chim bị nhiễm bệnh tại một trang trại gia cầm ở Montrose, Colorado. Và triệu chứng duy nhất của anh ấy đó là mệt mỏi và anh ấy đã được bình phục. Điều đó xảy ra trước khi mà virus xuất hiện ở bò, thưa quý vị. Và quay trở lại câu chuyện về máy bay Boeing 777 ở Singapore, thì sự nguy hiểm của thủ phạm gây ra tai nạn máy bay này là gì? Ngày 21 tháng 5, như quý vị đã biết, chiếc máy bay mang số hiệu SQ321 của hãng hàng không Singapore Airlines khởi hành từ London đến Singapore đã gặp tai nạn nghiêm trọng và theo dữ liệu của Flight Radar 24 thì khoảng 11 tiếng từ lúc mà cất cánh ở London Anh gần ngay sự việc xảy ra máy bay đã chuyển hướng tới bangkok của Thái Lan trên máy bay có tổng cộng là 211 khách hàng và 18 thành viên của phi hành đoàn hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay Singapore Airlines gặp nạn đã bị hất tung khỏi cabin và trong khi đồ đạc thì vương vãi khắp nơi. Tính đến tối ngày 21 tháng 5, thì vụ tai nạn trên đã làm tử vong một công dân người Anh 73 tuổi và khiến cho nhiều người bị thương. Một số phương tiện truyền thông ở Thái Lan cũng đưa tin là có khoảng 30 hành khách bị thương trên chuyến bay đang được địa phương hỗ trợ về y tế. Và theo hãng tin Reuters, nguyên nhân gây ra tai nạn này là do chiếc máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí. Khi mà đang bay ở trên lưu vực sông có tên là Airawadi, của Myanmar ở độ cao hơn 11.200m, thưa quý vị. Khoảng 10 giờ sau khi cất cánh, tổ bay khi đó đang phục vụ bữa ăn và máy bay đã gặp nhiễu động nghiêm trọng và hứng chịu gió mạnh. Flight Radar 24 cũng ghi nhận chiếc máy bay giảm độ cao đột ngột từ hơn 11.200m xuống còn khoảng 9.400m chỉ trong 5 phút sau khi mà vượt qua biển của gần Thái Lan. Và nhân chứng kể lại rằng khoảnh khắc mà máy bay Singapore mắc độ cao đột ngột có hành khách đã bị văng lên trên trần của khoang và theo cục hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA, nhiễu động là sự chuyển động của không khí được tạo ra bởi áp suất khí quyển và các luồng phản lực không khí xung quanh những ngọn núi ở các khu vực thời tiết lạnh hoặc là ấm hoặc là đang có giông bão. Paul Williams, giáo sư khoa học ở khí quyển Đại học Reading của Anh đã cho biết khi mà gặp nhiễu động nhẹ thì phi hành đoàn vẫn có thể đi lại và phục vụ bữa ăn. Nhưng nếu như gặp nhiều đồng mạnh hơn, thì những thứ gì đó không được cố định thường sẽ bung ra và gây khó khăn cho việc đi lại. Trường hợp tồi tệ nhất đó là nhiễu động nghiêm trọng. Nhiễu động không khí có thể mạnh hơn cả trọng lực, sức ép có thể sẽ gắn chặt hành khách vào ghế. Nếu như không thắt dây an toàn, cơ thể của quý vị sẽ có thể bị hất lên trên cao ở cabin và gây ra chấn thương nặng như là gãy xương. Và FAA cũng cho biết rằng, hiện tượng nhiễu động không khí nghiêm trọng có thể sẽ khiến cho những phi hành đoàn dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải lo lắng. Trong trường hợp xấu nhất, nó có thể gây thương tích cho hành khách, hư hỏng đồ đạc như trường hợp của chuyến bay SQ321 thuộc Singapore Airlines. Thông tin từ Ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ cho biết rằng, máy bay gặp nhiễu động không khí là một trong những loại tai nạn hàng không phổ biến nhất hiện nay. Tại Hoa Kỳ, thì mỗi năm có khoảng 65.000 máy bay gặp phải tình trạng nhiễu động không khí vừa phải, và khoảng 5.500 chiếc máy bay gặp tình trạng nhiễu động nghiêm trọng. Và hiện tượng này đã khiến cho những hãng hàng không Hoa Kỳ phải thiệt hại lên tới 500 triệu đô mỗi năm do hành khách bị thương hoặc là chậm trễ chuyến bay. Quay trở lại, FAA cũng đã đưa ra một vài lời khuyến nghị giúp cho khách hàng tránh bị thương khi mà những chuyến bay này xảy ra nhiễu động thưa quý vị. Đầu tiên đó là quý vị cần phải lắng nghe những chỉ dẫn về an toàn trước khi máy bay cất cánh, đặc biệt là khi xảy ra những tai nạn cần phải nhớ hướng dẫn của tiếp viên hàng không và tuân thủ những hạn chế mang theo của hãng hàng không để có thể ngăn ngừa về thương tích. Thứ hai, quý vị hãy luôn nhớ thắt dây an toàn là một trong những cách tốt nhất để tránh bị thương khi có nhiễu loạn không khí. Và thứ ba, đó là quý vị cần phải giữ bình tĩnh khi gặp nhiễu động, la hét, hoảng loạn, hay là di chuyển đột ngột cũng có thể khiến cho quý vị gặp tai nạn và tình hình trở nên rối ren hơn mà thôi. Và cuối cùng, Quý vị hãy tập trung vào hơi thở để bản thân bình tĩnh và kiểm soát nỗi sợ hãi là điều mà quý vị cần nhớ trong tình huống này. Và thưa quý vị, quay trở lại những tin tức Canada. Thì khi mà Canada đang trượt dốc về các chỉ số chất lượng về cuộc sống và nhiều quốc gia từng nghèo đói đã leo lên chỉ số này, thì người Canada có thể sẽ phải nhìn nhận mình lại và điều chỉnh lại hình ảnh của đất nước. Canada từng là biểu tượng toàn cầu về chất lượng cuộc sống, nhưng mà hiện đang ngang hàng với Latvia, Estonia, Ba Lan, Croatia và các quốc gia cộng sản cũ khác ở Đông Âu ở một số khía cạnh thưa quý vị. Trong khi đó, Canada cũng đang tụt hậu so với các quốc gia như là Kuwait với mức độ hạnh phúc, Thái Lan với mức độ an toàn và Slovenia về mặt chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên tin tốt là chúng ta vẫn ở một đất nước có rất nhiều tiềm năng. Sự thay đổi đã được thực hiện trong một thời gian dài, trong khi một nghiên cứu của viện Fraser đã công bố vào tuần trước cho thấy rằng mức sống ở Canada đang giảm dần kể từ năm 2019, thì chỉ số phát triển con người gọi là HDI của Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy sự suy giảm này đã diễn ra trong nhiều thập kỷ qua tại Canada. Bất kỳ người Canada nào đọc báo cáo về những năm 1990 sẽ nhớ đến những báo cáo hàng năm về chỉ số hạnh phúc của con người, vốn từ mô tả là một thước đo thành tích trung bình trong các khía cạnh chính của sự phát triển con người, đó là một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, hoặc đó là về kiến thức và có mức sống tự tế. Tại đất nước chúng ta hiện nay đứng đầu danh sách này trong 8 năm vào những năm 1990, nơi mà không thể tranh cãi, chúng ta đang là một nơi tốt nhất trên thế giới vào thời điểm đó và người Canada lớn tuổi đã không cập nhật hình ảnh về đất nước của họ kể từ đó. Mặc dù người dân Canada vẫn giàu có hơn khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn nhiều hầu hết mọi người trên thế giới. Nhưng mà Canada chưa bao giờ đạt được về chỉ số hạnh phúc cao như những năm 1990 vào thời điểm này thưa quý vị. Và trên thực tế, Canada thậm chí còn không đạt được những đỉnh cao đó vào những năm 1990. Sau đó, sau khi mà thay đổi chương trình về pháp luật và chỉ số hạnh phúc đã được viết lại để cho thấy rằng Canada chỉ đứng tối đa ở vị trí thứ 3 trong những năm 1990 mà thôi. Canada đã tụt xuống vị trí thứ bảy vào năm 2000, sau đó là ở vị trí thứ 12 vào năm 2010, thứ 15 vào năm 2020 và hiện tại là thứ 18. Và giờ đây Canada không còn vượt xa so với Slovenia, Estonia hay là Cộng hòa Séc nữa. Mà sự kết thúc của chủ nghĩa Cộng sản vào cuối những năm 1980 và sự giúp đỡ từ Liên minh châu Âu đã thúc đẩy phần lớn Đông Âu vượt lên chỉ số về tiến bộ, và nhiều chỉ số đo lường khác xuất hiện trong nhiều thập kỷ cũng đã xác nhận xu hướng này. Ví dụ, một cơ sở về dữ liệu toàn cầu về thông tin chất lượng cuộc sống đã cho thấy Canada tụt xuống vị trí thứ 33 vào năm ngoái từ vị trí thứ 7 khi một hồ sơ của Canada bắt đầu được xem xét vào năm 2012. Và hiện Canada xếp dưới những các quốc gia Đông Âu thịnh vượng như vừa liệt kê trong đó có Croatia, Lithuania và kém xa Hoa Kỳ, quốc gia đang xếp thứ 15. Trong 11 năm lập kỷ lục thì Canada đã tụt xuống vị trí 30 về việc chăm sóc sức khỏe từ vị trí 21 và xuống vị trí thứ 33 từ vị trí thứ 7 về tỷ lệ giá bất động sản trên thu nhập con người. Và Canada cũng đang đứng sau Slovenia của Đông Âu về mặt chăm sóc sức khỏe và đứng sau Romania, Hungary Serbia và hầu hết những quốc gia khác ở trong khu vực về mức độ an toàn. Người Canada cũng có thể thấy rất ít điều đáng cười trong chỉ số hạnh phúc thế giới, vốn đo lường các yếu tố như là hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, sự tự do, sự rộng lượng hoặc là những vấn đề về tham nhũng. Khi mà chỉ số này được tạo ra vào năm 2012, Canada đứng ở vị trí thứ 5. Tuy nhiên, chỉ số này vào năm 2024 xếp Canada ở vị trí thứ 15 thưa quý vị và khiến cho chúng ta trở nên buồn hơn, hoặc là ít nhất là kém vui hơn so với các quốc gia như là Kuwait và Costa Rica. Sau đó là đến chỉ số tiến bộ xã hội toàn cầu, khi mà đo lường sự hòa nhập, quyền chính trị, an toàn, giáo dục và các số liệu khác, với tất cả những tiếng la hét, vẫy tay và lật đổ bức tường vì công bằng xã hội thì chắc chắn Canada đang làm rất tốt về điều này. Nhưng không thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu, nhìn chung Canada đã tuột từ vị trí thứ 10 vào năm 2011, khi mà chỉ số này được tổng hợp lần đầu tiên xuống vị trí thứ 15 ở hiện tại. Và điều này bất chấp việc mà Canada đứng thứ tư trong hạng mục chấp nhận người đồng tính nam và đồng tính nữ. Một lĩnh vực mà chính phủ liên bang tập trung chủ yếu và xếp hạng tương đối cao trong hạng mục về tỷ lệ phụ nữ có trình độ học vấn cao. Còn chỉ số về khả năng tài chính toàn cầu, thưa quý vị, một thước đo thường được người nước ngoài trích dẫn thì sao? Trong án bản mới nhất được xuất bản năm ngoái, Canada vẫn có 3 thành phố nằm trong top 10 thế giới với Vancouver ở vị trí thứ 5, Calgary ở vị trí thứ 7 và Toronto ở vị trí thứ 9. Nhưng năm 2015, các thành phố xếp thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Tuy nhiên có lẽ người Canada thực sự có thể yên tâm trước tình hình thực tế của đất nước. Canada có tiềm năng to lớn, là một trong những quốc gia giàu tài nguyên nhất thế giới và có lực lượng lao động có trình độ học vấn cao nhất trong nhóm G7. Và Canada cũng có thể đã tụt dấu rất nhiều so với 3 thập kỷ qua. Nhưng mà chúng ta vẫn đang đứng ở trong top 10 hoặc là top 20 vị trí những các chỉ số toàn cầu khác nhau. Và liệu Canada có thể đưa ra yêu sách gì tương tự như 3 thập kỷ nữa hay không? Vẫn còn phải chờ xem. Ủa, quý vị, quý vị nghĩ như thế nào về báo cáo vừa rồi? mà quý vị chia sẻ cùng bản tin. Julie, rất cảm ơn quý vị. Và đến với một vấn đề tiếp theo cũng là rất nổi bật ở Canada, đó là 55% người Canada cho rằng hệ thống giáo dục công đang đi sai hướng. Thưa quý vị, theo một báo cáo mới được công bố, thì hơn một nửa người Canada cho rằng hệ thống giáo dục công của chúng ta đang đi sai hướng trong thực tiễn về kỷ luật, chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy. Giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12 đang đi sai hướng trong hai thập kỷ qua, và đó là mức tăng 72% về số người không đồng tình với những gì đang diễn ra trong lớp học kể từ năm 2020, khi mà chỉ có 32% chỉ trích hệ thống của chúng ta. Theo kết quả khảo sát vào tháng 5, 25% cho biết họ đang đi đúng hướng, trong khi chỉ số còn lại không có ý kiến gì. Và trong một báo cáo mới nhất vào tháng 5 thì những con số về bỏ phiếu mới sẽ là một mối quan tâm của hội đồng trường học và chính quyền tỉnh và rõ ràng người Canada thực sự quan ngại về những vấn đề về kỷ lục, những gì mà đang được ưu tiên về bài học, về phương pháp giảng dạy mới và đó có thể là một số vấn đề. Câu hỏi bây giờ là hệ thống trường học sẽ làm gì với vấn đề trên. Trong số những người Canada tin rằng hệ thống này có sai sót, 82% xác định kỷ luật thưa quý vị và trách nhiệm giải trình là một vấn đề. Chương trình giảng dạy và ưu tiên bài học ở trường là mối quan tâm của 74%, trong khi phương pháp giảng dạy mới được 60% những người được khảo sát xác định là một vấn đề. Kết quả của nghiên cứu, ngay cả những người được hỏi cho rằng hệ thống đang đi đúng hướng về tổng thể cũng có những quan ngại. Những người được hỏi đã chỉ trích hệ thống trường học ở 6 trên 7 hạng mục. Kỷ luật và trách nhiệm giải trình là một chủ đề được xác định là quan trọng nhất. 63% số người được hỏi cho biết họ, tức là các trường học ở Canada đang đi sai hướng so với chỉ 17% hài lòng với thực tiễn hiện tại và 19% thì không chắc chắn về điều này. Và đó là một mối quan tâm hàng đầu trên toàn quốc, đặc biệt đúng với những người mà từ 55 tuổi trở lên với tỷ lệ là 70% và người Canada sống ở những vùng nông thôn của Canada với tỷ lệ là 71%. Một người đã trả lời cho biết Giáo viên có rất ít quyền kiểm soát ở trong lớp học, nơi mà hành vi kém được chấp nhận và trẻ được lên lớp cao hơn mà không cần thi thố, thất bại không được thừa nhận. Và lĩnh vực được quan tâm thứ hai, đó là những gì được dạy ở trong lớp học và những kỹ năng nào đang được ưu tiên. Cuộc thăm dò này cho thấy rằng 50% người Canada tin rằng các trường học công đang thất bại trong việc ưu tiên những bài học và kỹ năng cho học sinh, so với chỉ 26% cho rằng Chúng ta đang đi đúng hướng. 25% là không chắc chắn. Liên quan đến nội dung giáo dục và đặc biệt là về vấn đề giới tính và giới tính học đường, được xác định là 43% số người được hỏi xác định đó là vấn đề, trong khi 31% thì nói rằng nó không có vấn đề gì cả, 26% thì lại không chắc chắn. Về phiếu điểm, phương pháp giảng dạy và chất lượng giáo viên cũng được xác định là những vấn đề cần phải giải quyết hiện nay. Một vấn đề khác mà người Canada quan tâm đó là lượng thời gian học sinh được nghỉ học trong những ngày mà phát triển về chuyên môn của giáo viên. 43% cho biết sinh viên nghỉ học quá thường xuyên. Các quan chức trong hệ thống giáo dục công, đặc biệt là chính quyền tỉnh và hội đồng trường học, sẽ khôn ngoan hơn khi nghiên cứu sâu hơn các vấn đề được nêu ở trong bản tóm tắt này và hãy xem xét cách để có thể cải thiện sự hài lòng với hệ thống giáo dục công hiện nay và sự lựa chọn tốt hơn bên ngoài hệ thống do chính phủ điều hành là một lựa chọn khác cần phải được xem xét. Và tiếp theo, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi thông tin chính thành phố ở Canada có giá thuê nhà bằng một nửa thành phố Toronto. Thị trường nhà ở Toronto như quý vị đã biết là gây chú ý, luôn luôn gây chú ý và là một trong những thị trường đắt đỏ nhất cả nước. Và người thuê nhà cũng đang cảm thấy rằng khó khăn khi mà giá vẫn đang tiếp tục tăng. Theo một báo cáo mới nhất của Zumper, một công ty cho thuê chuyên so sánh giá thuê trên toàn quốc, 13 thành phố của Canada đang chứng kiến giá thuê nhà tăng trong tháng qua và báo cáo cũng cho biết ba thành phố không thay đổi, bảy thành phố khác thì lại đang tụt xuống. Có vẻ như giá thuê nhà ở nhiều thành phố ở Canada đang bắt đầu tăng trở lại khi mà chúng ta bước vào những tháng ấm áp hơn và những người thuê nhà đang bắt đầu di chuyển, tạo ra nhiều nhu cầu và sự cạnh tranh hơn trong khi Vancouver vẫn đứng đầu về số liệu hàng tháng về giá thuê nhà thưa quý vị, thì ở Toronto cũng đã tăng lần đầu tiên sau 6 tháng qua. Những căn chung cư một phòng ngủ ở khu vực GTA có giá là 2.500 đô mỗi tháng, trong khi căn hai phòng ngủ có giá tới 3.200 đô. Trên toàn quốc thì giá những căn chung cư một phòng ngủ đã tăng 5,9% so với năm ngoái, lên tới 1.892 đô. Giá thuê trung bình Căn chung cư 2 phòng ngủ hiện nay là 2.336 đô, tăng 5,5%. Tuy nhiên, thì Zimber cũng cho biết rằng giá thuê nhà trên toàn quốc cũng đang chứng kiến một sự giảm tốc ổn định trong 8 tháng qua. Điều này cho thấy rằng thị trường cho thuê trên toàn quốc sẽ tiếp tục hạ nhiệt. Mặc dù giá thuê nhìn chung vẫn được dự đoán sẽ tăng, đặc biệt là khi mà chúng ta bước vào mùa hè và mùa thu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể sẽ không tăng đột biến như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy vào năm 2023. Và dưới đây là chín thành phố có giá thuê nhà chỉ bằng một nửa so với thành phố Toronto. Đầu tiên đó là London tại tỉnh bang Ontario thưa quý vị. 2 giờ rưỡi lái xe từ Toronto thì ở London giá thuê căn chung cư một phòng ngủ là 1.720 đô. Hai phòng ngủ là 2.130 đô. Tiếp đến, St. Catherine, Ontario, Toronto 1 giờ rưỡi về phía nam, giá thuê ở đây là 1.600 đô cho căn chung cư một phòng ngủ và 1.880 đô cho căn hai phòng ngủ. Tiếp đến là Abbotsford ở BC, ở vùng đất liền phía dưới thì giá thuê tiếp tục ở mức cao, trong đó Vancouver đứng đầu danh sách. Tuy nhiên ở Abbotsford cách Vancouver khoảng 70 km về phía đông, thì giá thuê lại thấp hơn. Ví dụ như là căn chung cư một phòng ngủ sẽ là 1.590 đô, hai phòng ngủ là 1.980 đô. Tiếp đến, Winnipeg, Manitoba. Ở vùng Thảo Nguyên thì giá thuê nhà vẫn ở mức thấp nhất trong cả nước. Ở Winnipeg, giá thuê căn một phòng ngủ là 1.430 đô, hai phòng ngủ là 1.700 đô thưa quý vị. Quay trở lại với Ontario đó là Windsor. Windsor có giá thuê nhà thấp nhất tại tỉnh bang Ontario, và ở mức là 1.400 đô cho căn một phòng ngủ và 1.650 đô cho căn hai phòng ngủ. Tiếp đến là thành phố Quebec. Giá thuê căn một phòng ngủ ở đây là 1.360 đô, hai phòng ngủ là 1.670 đô. Tiếp đến, Edmonton của Alberta. Theo báo cáo, thành phố thủ đô của Alberta đang chứng kiến giá thuê tăng vọt lớn nhất, tăng 23,9% so với năm 2023. Ví dụ như căn chung cư một phòng ngủ hiện đang có giá 1.350 đô, hai phòng ngủ là 1.600 đô. Tiếp đến, Regina của Saskatchewan. Thủ đô của Saskatchewan có giá thuê một phòng ngủ là 1.240 đô, hai phòng ngủ là 1.450 đô. Tiếp đến, Saskatoon của Saskatchewan, thành phố lớn nhất của Saskatchewan. Saskatoon đứng cuối danh sách về giá thuê với căn một phòng ngủ là 1.230 đô, hai phòng ngủ là 1.500 đô. Và Julie hy vọng với những thông tin vừa rồi cũng đưa ra cho quý vị cũng như là những ai mà đang cần nhà di chuyển vào mùa thu có thêm những gợi ý tốt. Và tiếp đến mùa hè cũng đến nếu như quý vị đang có những dự định để đến Hoa Kỳ cùng với thú cưng thì sau đây là những điều mà những quy định mới quý vị cần biết theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Hoa Kỳ (CDC), họ đang triển khai một bộ quy tắc mới áp dụng cho tất cả những du khách nào nuôi chó đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và Dogport đã được tạo ra như một công cụ để có thể hỗ trợ kỹ thuật số nhằm giúp những du khách trong tương lai hiểu rõ những quy định sẽ có hiệu lực bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. Công cụ kỹ thuật số giải thích những quy tắc nào áp dụng cho từng con chó dựa trên ngày mà quý vị đi du lịch và nơi mà con chó sẽ đi du lịch. Việc mà không tuân thủ những quy định mới có thể sẽ gây trở ngại cho kế hoạch du lịch của tất cả quý vị. Nếu như quý vị không tuân theo các quy tắc của CDC thì con chó của quý vị sẽ không được phép vào Hoa Kỳ. Và nếu như bị từ chối nhập cảnh thì con chó của quý vị sẽ được gửi trở lại quốc gia khởi hành cuối cùng và quý vị sẽ phải chịu chi phí về nó. Các quy tắc áp dụng cho tất cả mọi người từ khách du lịch vào Hoa Kỳ cùng với một con chó, cho đến những công dân Hoa Kỳ trở về quê hương của họ cùng với những chú chó, thưa quý vị. Và tất cả những chú chó đều được bảo vệ theo những quy định mới, bao gồm cả chó con, động vật hoặc là chó đã rời khỏi Hoa Kỳ và đang quay trở lại. Và hiện tại thì việc mà mang thú cưng hoặc là những chú chó dịch vụ vào Hoa Kỳ thì cần phải có thông tin về quá khứ du lịch của chú chó đó để bảo đảm rằng nó chưa từng đến một quốc gia được coi là có nguy cơ mắc bệnh dài cao. Và tỷ trọng lớn nhất của những quốc gia trong danh sách này là nằm ở châu Phi, châu Á, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Những quy tắc không phải là lúc nào cũng được các cơ quan biên giới thực thi và nhiều người nuôi chó được phép qua biên giới mà không bị yêu cầu xuất trình bất kỳ một giấy tờ nào. Và tất cả điều đó sẽ thay đổi vào tháng 8 này, thưa quý vị. Và những yêu cầu mới tùy thuộc vào nơi mà con chó đó đã ở trong 6 tháng trước khi đến đất nước này và nơi mà chú chó đó được tiêm vaccine bệnh dại, theo trang web đã cho biết. Và cũng theo Doc Post, thì tất cả các con chó cũng phải ít nhất là 6 tháng tuổi, có vẻ như là khỏe mạnh khi đến nơi và có vi mạch tương thích ISO để đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Nếu như một chú chó được xác định là đủ điều kiện để nhập cảnh, thì chủ sở hữu phải hoàn thành biên nhận mẫu nhập khẩu chó của CDC. Và mẫu này sẽ có sẵn bắt đầu từ ngày 15 tháng 7. Và chủ sở hữu cũng sẽ cần phải có tài liệu về việc tiêm phòng bệnh dài bằng biểu mẫu áp dụng tốt nhất cho chú thấu cưng của mình. Mỗi chú chó cũng phải có những biểu mẫu riêng biệt và chỉ có giá trị trong 30 ngày mà thôi. Chúng bao gồm giấy chứng nhận mẫu tiêm phòng bệnh dài do Hoa Kỳ cấp. Tiếp đến là giấy chứng nhận tiêm phòng dài và mẫu microchip của nước ngoài, hay là giấy chứng nhận xuất khẩu USDA hợp lệ, giấy chứng nhận chó đến từ biểu mẫu quốc gia không có DMRVV hoặc là quốc gia có rủi ro thấp. Tiếp đến là giấy chứng nhận xuất khẩu USDA hợp lệ, giấy chứng nhận xuất khẩu nước ngoài cho thấy chú chó đến từ một quốc gia không có bệnh dại hoặc là có nguy cơ thấp, ít nhất là 6 tháng tuổi và nó đã được bác sĩ thú y chứng nhận và có hồ sơ y tế. Và Dogport cũng khuyên những chú chó phải đến sân bay, cửa khẩu biên giới đất liền hoặc là cảng biển do chủ nhân của nó chọn trên biên lai mẫu nhập khẩu chó của CDC khi mà người chủ hoàn thành nó. Các quy định mới này là một phần trong những bản sửa đổi vào năm 2024 của CDC đối với những quy định nhập khẩu chó và mèo nhằm ngăn chặn sự tái xuất của bệnh dài ở Hoa Kỳ thưa quý vị. Hoa Kỳ đã loại trừ bệnh dạy ở chó vào năm 2007, nhưng mà căn bệnh thường gây tử vong này vẫn chưa được kiểm soát ở hơn 100 quốc gia. Và theo cơ quan thanh tra thực phẩm của Canada chúng ta, thì cơ quan chính phủ phụ trách những du khách đi du lịch cùng thú cưng, Canada cũng đã loại trừ được bệnh dạy ở quần thể chó của mình. Và hiện tại bất kỳ ai mà mang chó vào Canada cũng đều cần phải có giấy chứng nhận về bệnh dạy hợp lệ cho thú cưng của mình duy linh xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức trong buổi tối ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel tin người việt canada